Một tô bún bò gốc Huế giá tận 80 canh. Quán có cả siêu quách siêu to và mở nổi thì liệu có thật sự ngon? Ta nói nhìn cái nồi nước dùng và cái tủ đồ ăn thôi là đã thấy mờ lem rồi. Chưa kể là nếu bạn đi ăn buổi sáng ở đây thôi nha, là có một cái rổ xương tủy siêu to luôn mọi người. Và đây là quán bún bò Thủy nằm ngay đường Trường Sa, quận 3, đối diện xéo với chùa Pháp Hoa. Đặc biệt hơn nữa là cô chủ quán bán ở đây là người gốc Huế luôn. Mà bị cái cô nói chuyện hay lớn nên người ta hay đặt cô là bún bò chửi mọi người, nhưng mà cô chủ quán rất là dễ thương. Rồi ở đây còn có cái sa tế với cái ớt ngâm cay đỉnh cao nha, nhưng mà rất là ngon. Và một cái tô đặc biệt giá sẽ là 80 cành. Ta nói đồ ăn thì khỏi cần bàn luôn mọi người ơi, cục mọc thì siêu to, cục huyết cũng to không kém. Trong tô đặc biệt sẽ có một cái giò heo siêu to. Còn nếu mà bạn nào không ăn giò heo thì cứ gọi sụn như tôi nha, 3-4 cục sụn gì đó hơi bị to. Và xin khẳng định luôn, kể cả cái miếng thịt bò vẫn được cắt rất là dày. Thật sự tất cả các đồ ăn trong cái tô bún bò đều rất là to luôn. Với sức ăn của một đứa con gái nhiều như tôi thì một tô đặc biệt tôi ăn không có nổi, nên là mọi người đến đây có thể gọi một tô bình thường thôi. Đó mấy cục sụn bò to xương xương vậy thôi nè. Đặc biệt nha, mỡ đỏ ở đây lúc nào cũng có luôn. Ta nói ai mà giảm cân vô đây gọi cái chén mỡ nổi ăn thôi là tới công chuyện. Sớm hơn như tôi là còn được một cái tô xương giống vậy nè mọi người. Rồi cái cục xí quách ở bên trong á mọi người, nó có tỉ rất là béo luôn. Review chiếc vali khung nhôm giá chỉ hơn 400 cành tí xíu thì liệu có đáng tiền? Để test thì hai đứa tôi là hơn 120kg bước lên cái vali size 20 này nha. Đây là dáng size nhỏ để sắp tay được luôn mà hai đứa đứng lên nhúng vẫn vô tư. Và với vali khung nhôm sẽ có 3 cái mã khóa an toàn nha mọi người ơi. Để test độ bền của vali tôi sẽ quăng từ đầu 3 xuống nha mọi người ơi. Đoạn này là chỉ định mấy bà làm theo để test cho mọi người coi độ bền thôi. Thì lúc này là tôi đã ngăn cho người ta không có chạy qua lúc này đường này rồi. Không bị gì luôn nha. Ồ. Size 20 bỏ cái túi sách mình lên để mình đặc biệt là khóa mật khẩu cực kỳ thông minh. Này mình sẽ có 1 ngăn, 2 ngăn, cách được từ 7 đến 10 kg quần áo. Đúng size nha, đây là size 20, size 24, size 26 là size lớn nhất, 29. Cái đường của nó là bo, khung bo gốc như vậy để hạn chế cái việc bị trầy và mớp khi mà vali của mình bị bể. À, clip này là tôi sẽ tặng 3 cái cốc vali không đồng dành cho 3 bạn may mắn cơm mình vào cái clip này và vào ngay livestream của tôi nha. So sánh trái sầu riêng Musangin, sầu riêng ngon nhất thế giới và sầu riêng Campuchia, Cambodia thì hai loại này có gì khác nhau, cái giá tiền của nó gấp đôi nhau vậy? Đây là trái sầu riêng Musangin nha mấy bà. Nó là giống sầu riêng của Malaysia và là mệnh danh là sầu riêng ngon nhất thế giới. 1 kg sầu riêng có giá tận 220.000. Phần thịt có màu vàng tươi và cực kỳ thơm luôn. Còn giống sầu riêng Cambodia của Campuchia thì cái màu nó sẽ nhạt hơn một xíu nha mọi người, và trái này 1 kg chỉ có 120 thôi à. Thôi. Mà cái phần thịt của nó sẽ hơi ướp ướp một xíu như vậy nè mấy bà. Còn cái phần thịt của Musangin là tại nó vàng ươm luôn nha. Mà cái hộp của nó thì siêu lép. Musangin cắn vào một cái thôi nha mọi người là ngập họng luôn á trời ơi. Cái muối của nó nhìn sẽ nhỏ hơn và nó ít hơn so với là cái trái Cambodia nha mọi người. Nhưng mà thiệt sự cái giá tiền của nó là gấp đôi đó. Nó ngọt mà không có hậu đắng luôn đó mấy bà. Còn đây là giống Cambodia Campuchia nha mấy bà. Cái này cũng khó kiếm lắm á nha. Phần thịt của nó thì nhiều nha, dày nha, nhưng mà cái hộp của nó cũng bự á. Và giống sầu riêng này á thì nó không có ngọt như là Musangin đâu mọi người, nhưng mà điểm béo của nó rất đặc trưng luôn mọi người ơi. Ngọt ít nhưng mà béo thì rất là nhiều. Theo bạn thì sầu riêng nào là ngon nhất? À, tôi được chỉ cho một cái mẹo ăn sầu riêng mà không bị nóng nè mọi người ơi, là mình sẽ chế nước vô trong cái hộc của trái sầu riêng nha. Xong rồi uống cái phần nước đó là nó sẽ không có bị nóng khi mà mình ăn sầu riêng. Ủa em, sao cái hộp dâu, hai hộp dâu nó bỏ vậy? Dập, dâu mua ngoài chợ. Dập, hư ăn không được. Qua bên kia mua lại dâu khác, bằng giá 70 ngàn, không hơn một trái. Vậy ngoài chợ lừa gạt giờ ra. Không dám dục phụ dâu này, tiếc. Nè. Hư hết luôn. 70 ngàn, hư hết vô đây này, bây giờ bỏ nè. Cái này 50 ngàn ăn được trái nào không Nguyên? Ăn được không? Nó bị gì? Dập hết, dập luôn rồi, thúi lắm nè, dập. Đâu đường trái bóc lại trái hình thử rồi. Trái bóc lên lại trái đi coi nè. Cái nào cũng dập hết nè. Giờ lừa đảo khách hàng rồi. Ý là TikTok mấy bạn quay triệu view cái vụ dâu Đà Lạt bị dập. Mà giờ mua mấy cô vẫn bán dâu dập. Làm vậy là mấy cô bán là mấy cô gì bán gì đam mê, chứ không phải là mấy cô bán dâu dập, không phải là mấy cô lừa đảo mọi người, mà là mấy cô bán gì đam mê. Tức mình ngồi ăn một hộp dâu mà không dám gõ hai hộp dâu luôn, tức. Ý là giờ em ngọt ngọt dâu măng luôn á, em gọt từng trái ra là coi nó hư không gọt ra mà nó không có ăn được. Xem đá banh đêm bán kết SEA Games của đội tuyển Việt Nam ở phố đi bộ sẽ như thế nào. Đầu tiên là hoàn toàn miễn phí, nhưng mà không khí ta nói không thua kém giữa sân vận động luôn á, với tầm 5 cái máy chiếu siêu to khổng lồ mà mỗi khu vực là đông kín người, ước chừng cũng phải hơn 10.000 người ở đây á. Đã vậy kết thúc hiệp một còn có chị Tóc Tiên lên hát nữa nè, không khí cuồng nhiệt ở đây làm tôi phải nổi da gà luôn. Và tất nhiên điều gì đến thì phải đến thôi, cuối cùng anh Tiến Linh của tôi đã xuất vô một trái hơi bị đẹp luôn á. Ủa mọi người, cái áo mà anh Tiến Linh này mặc múa đâu giờ mọi người? Tôi hứa là tôi chỉ nhìn cái áo thôi nha, tôi mới nhìn cái khác đâu. Lúc mà anh Tiến Linh ghi bàn xong là cả cái phố đi bộ như vỡ òa luôn á. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người đêm chung kết nha.
Lần đầu ăn thử mắm ghẹ sống đặc sản Hà Tiên. Ghẹ ngâm tương Hàn Quốc lỡ bà biết quá nhiều rồi đúng không? Nhưng mà mấy bà biết đâu có biết được là Việt Nam mình cũng có cái món ghẹ sống đó mọi người, mà là ghẹ mắm mà món này còn là đặc sản Hà Tiên nữa. Một hộp dày giá tầm 159 cành nha, trong đây sẽ được bao gồm tầm 4 con ghẹ. Mắm ghẹ bên đây thì mỗi lần mà tôi ăn thì tôi sẽ bỏ thêm xoài vô nè, xong rồi bỏ thêm ớt với lại tỏi vô. Đây là cái phần thịt ghẹ nè mọi người, rất là nhiều luôn. Và ghẹ này là ghẹ sống luôn nha. Phần thịt ghẹ rất là dẻo nha mọi người, nhưng mà người ta ngâm với mình á mọi người, cái sốt ngâm người ta sẽ ngâm ngọt nha, để mình có thể trộn với lại những cái như là xoài nè. Dù là con ghẹ ăn sống nhưng rất là dễ ăn luôn mọi người, cái thịt nó dẻo cực kỳ luôn. Và đặc biệt là không hề bị mặn nha, ăn với lại xoài nó bắt miệng cực kỳ luôn. Bỏ thêm miếng cơm vô nữa 10 điểm không có nhân. Với một đứa mê mắm như tôi mà đó giờ tôi mới biết tới mắm ghẹ là tôi một thiếu sót rồi mấy bà ơi. Thiệt sự tôi mà biết cái này nhiều là tôi mua tôi ăn nhiều lắm luôn á. Mắm ba khía nó sẽ mặn mặn tí xíu luôn, còn mắm ghẹ nó hoàn toàn không có bị mặn gì luôn á mọi người. Mà cái thịt nó dẻo cắn tới đâu đã tới đó nha mọi người ơi. Cái miếng thịt nó chắc nụi mọi người, mà người ta ngâm gia vị nó ngọt ngọt đó, nó ăn thiên vị ngọt rất ưng luôn. Bà nào mê ăn ngọt tí xíu ăn cái này sẽ rất là khoái nha. Còn thôi mình dắt chanh xíu vô. Ba lô gấu bông mới ra của Kiêu System chỉ có giá 299k, duy nhất độc quyền trong livestream của tôi vào lúc 2 giờ ngày 17 tháng 5. Và hai con gấu bông sẽ tặng cho hai bạn bất kỳ cơm mình vào cái clip này nha mọi người ơi. Sau đó vào ngay livestream của tôi để tôi sẽ chọn ra hai bạn để tặng cho mỗi người một con gấu bông. Đây là dạng ba lô gấu bông màu đen cực kỳ xinh luôn nha mọi người, của Kiêu System. Ở đây là hàng mới ra luôn, mới ra mắt luôn, vừa là gấu bông vừa mang đi chơi bên ngoài là lông tuyết cực kỳ đẹp luôn mọi người. Mà nó êm lắm nha mấy bà ơi, để tôi mở cho mọi người coi bên trong sẽ để được những gì nha. Một cái kẹp tóc nè, một cây son, nguyên một cái iPhone 15 Pro Max, một cái cục khích thái luôn nha mọi người. Để được rất là nhiều món trong đây nha. Cái phần ruột bên trong nó tính ra nhìn nó nhỏ, không có nhỏ đâu nha mấy bà ơi. Để được rất là nhiều, đi chơi, đi du lịch, đi học cũng được luôn nha. Bỏ tiền rất là ok là. Các hình thiêu trên đây rất là tỉ mỉ luôn nha. Rồi bây giờ nhớ nha mọi người, bình luận vào cái clip của tôi là Kiêu System rồi vô livestream của tôi để lấy cái con gấu bông này thôi nè. Tôi sẽ tặng cho hai bạn may mắn bất kỳ vui vẻ chị em mình nha. Đây, cái dáng tôi đeo lên ba lô nè mọi người, rất là dễ thương luôn á. Mọi người có biết ông tổ trong làng sấy là gì không mọi người? Đó chính là Vinamix. Một cái thương hiệu mà tuổi thơ ai cũng phải ăn. Thì Vinamix sẽ có mấy cái loại như là mít sấy, khoai sấy. Ai mà biết cái thương hiệu này là chắc chắn các bạn đã lớn rồi nha. Ngày xưa mỗi lần có tiền ra mua cái bịch này ăn là mỗi lần mua là phải ăn một miếng thôi, nhín lại. Chứ thiệt sự trong cái dàn bánh xì nách ngày xưa còn nhỏ mà tôi ăn đó mọi người, thì Vinamix sẽ là mắc nhất. Bịch mít sấy tôi mua 200g là bịch lớn có giá là 71 cành, còn những cái bịch sấy 100g thì có giá là 30 cành nha. Vinamix sẽ có 3 loại nha: chuối sấy, mít sấy, rau củ sấy và khoai lang sấy. Nhìn cái gói Vinamix này mà thấy cái nhớ tuổi thơ mình ghê luôn á. Ngày xưa cái gói Vinamix này là một cái thứ gì đó xa xỉ đối với tôi luôn á. Nó giòn. Mít thì giòn, thơm và không hề bị ngọt ở đường đâu nha mọi người. Ngon nhất với tôi là chuối nè, với lại mít sấy nè. Còn sợ nhất đối với tôi là khoai lang và rau củ sấy nha mọi người. Sau giờ tôi lớn tôi ăn là tôi vẫn thấy nó ngán. Nhưng mà Vinamix là thương hiệu mít sấy, đồ sấy đầu tiên mà tôi biết luôn á nha mọi người. Và là thương hiệu của Việt Nam luôn á. Tính ra là cũng lâu đời dữ lắm luôn rồi. Không biết mấy cái mít sấy này mà mình bỏ vô nước nó có ra lại nguyên miếng mít không ta. Cháu ở Tân Định sau những ý kiến bị mất phong độ so với những ngày trước. Điều đầu tiên là khi vừa vào quán thì nhân viên sẽ xếp ghế liên tục cho khách. Lúc tôi đi là quán đông lắm nha, nhưng mà đợi tầm 5 phút là được lên món rồi. Về phần cháu thì được nêm nếm rất kỹ hơn lần trước tôi ăn rất là nhiều luôn. Độ sệt của sốt nằm ở mức vừa phải, không quá loãng cũng không quá đặc. Tôi gọi một phần bình thường nhưng độ cay đã rõ rệt hơn lần trước rất là nhiều, đậm đà hơn hẳn. Và tôi xin khẳng định là tôi không nhận một đồng bia nào từ quán cháu Tân Định này đâu nha. Tôi quay lại review một lần nữa là bởi vì cái quán này là quán ruột của tôi từ trước đến giờ luôn. Nên thật sự mà nói tôi thấy một cái quán mà thay đổi tích cực vì những lời bình luận thì tôi không ngại để lên một cái clip review lại đâu nha. Chắc chắn ở đây sẽ hơi đặc một tí. Hạt gạo sẽ được bung đều. Ai mà ăn đậm đã cái mạnh dạn cho một muỗng nước sốt vào như tôi. Và một phần cháo ếch này là 2 con ếch, có giá là 70 cành, kèm theo một phần cháo trắng là 5 cành. À, một điểm cộng nữa là thịt ếch săn chắc. Nhìn cái đùi ếch mà tôi gấp ra nè, trời ơi, tôi tưởng đi tập gym mới về không bà. Quán cháo ếch Tân Định này đã tồn tại được gần 10 năm, mà thật sự là tôi đánh giá quán rất là cao. Bởi vì sau những ý kiến về chất lượng của quán thì quán đã thay đổi rất là rõ rệt luôn. Hỏi sao mà quán không đông được, cái hôm mà tôi đi là trời mưa mà nó còn đông vậy nè. Và đặc biệt hơn, cháo ếch Tân Định là không hề có chi nhánh ở đâu hết trơn á. Có chi nhánh đâu mà không em ơi, không chi nhánh luôn. Quán này thôi. 90.